Thánh Được xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể quý vị và các bạn à, Hôm nay, ngày đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 Chiếc nò chiên không dầu Kipo, thương hiệu đến từ Hàn Quốc, model af 657 Dung tích 15 lít, công suất 1.800W, 9 phụ kiện, 4 con ốc trên trục quay 360 à, Gửi về cho chú Minh, ở địa chỉ 91 a trên 213 Thiên Nôi, phường Vĩnh Liệm, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Và chiếc nồi trên không dầu Kibo KPIF 657 này thành được bảo hành chính hãng cho chú 12 tháng. Lỗ sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày và hết bảo hành thành được vẫn hỗ trợ thay thế sửa chữa linh kiện chọn đời sản phẩm. Và tất cả khâu bảo hành cũng như là lỗ sản xuất đổi trả thì đều được xử lý tại nhà cho chú thành được với phương châm thành tín, thành trong thành thật trung thực, tín trong uy tín tận tâm nhiệt tình trách nhiệm, coi uy tín quý như sinh mệnh. À với kinh nghiệm là một người thợ và cũng đã làm qua rất nhiều sản phẩm từ hàng nhật, hàng nội địa nhật, hàng nội địa trung, hàng nội địa việt nam, các thương hiệu nội địa đến từ hà lan, pháp, anh, đức và mỹ thì những sản phẩm với tư cách là một người thợ và hiểu biết, am hiểu về các linh kiện trong nghề, thì những sản phẩm mà thành được đã chất chiêu chọn lọc, thì đều đã được qua kiểm định, kiểm duyệt là những sản phẩm có chất lượng tốt, à, giá cả hợp lý và với cái mẫu model à, lò chiên không dầu này, à, một cái lò chiên rất là phổ thông trong gia đình à, sử dụng thay thế được cho lò vi sóng, à, lò nướng, lồi chiên không dầu thông thường. Với dung tích lớn 15 lít thì chúng ta có thể quay một con gà, một con vịt nguyên con trên trục quay 360 để từ 1 cân 2 cho đến 2 cân rưỡi. Và trên cái vỉ lướng thanh inox dày cố định. Đây là vỉ lướng thanh inox dày cố định. Thì chúng ta có thể lướng một nút, hai con gà, hai con vịt vẫn ok, dung tích rất là rộng và công suất 1800 W. À nhiệt độ phân giải thì rất là rất là sâu là rộng từ 40 cho đến 230 độ C Nhiệt độ cực kỳ cao so với các cái dòng nò chiên không dầu Trên thị trường Các cái dòng trên thị trường thì chỉ lên đến tối đa là 200 độ thôi Nhưng riêng với Kibo KP AF657 Thì có thể lên đến 230 độ C Nhiệt độ cao như vậy Thì giúp các món ăn nó nhanh chín, nó vàng Và nó giòn Với các món chiên rán Vỏ lồi à, Hoàn toàn là y lốc, nồng nồi y lốc Phụ kiện đi kèm theo lồi sẽ gồm có 9 món phụ kiện từ vỉ chiên sâu lòng này vỉ chiên thanh cái lốc dày này vỉ chiên mắt mau và một tay dụng cụ lấy đồ để tránh bị bỏng phía bên này chúng ta sẽ có một khay ứng dầu một bộ trục quay cả vịt nguyên con thì sẽ gồm có một trục quay 360 và hai cái ghim để quay cả vịt hãng cho đến bốn con ốc trên bộ phụ kiện để các bạn có thể sử dụng để tránh cái việc rơi mất con ốc này thì ngoài thị trường mua không có đây là ốc này là ốc y lốc à, Một bộ trục à, xiên nướng thịt Rau củ quả BBQ Sẽ cùng có hai cái vỉ y lốc Và 10 cái thanh xiên nướng Ở những cái hàng chất lượng cao các bạn nhìn cái Sự gia công của hãng này Từ cái đường nét sắc xả rồi đến những cái lỗ dập Nó rất là sắc nét Và à, một cái bộ lồng quay 360 với cái lồng quay 360 này Một cái lồng quay rất là to Và có cái bản nề để các bạn cho thực phẩm thức ăn vào trong đây Mắt thì rất là mau Cái mắt mau như này chúng ta có thể cho vào giang đỗ tắt cũng được Đấy, Các loại hạt nhỏ nhỏ họ cho vào nó không bị non à, Trong cái lồng quay này thì có thể rang tối đa là hai cân thực phẩm Đấy, Giang nạc này Chiên khoai nổ bỏng Rồi thì khoai tây chiên các loại hạt ngũ cốc, hạt sen, hạt rẻ, hạt ốc chó, hạt điều vân vân rất là tiện lợi và quay trên cái cái lồng quay 360 này có loại hạt ấy. Rang các loại hạt thì nó sẽ đều, hạt to hạt nhỏ đấy, sẽ chín đều nhau như đều như là một. À, và cuối cùng là một cái tay giữ khoảng cách giữa máy và tường. À, tay này chúng ta sẽ lắp phía sau máy. Thì à, cái tay này thì các bạn chỉ cần à, để máy cách xa ở khoảng độ à, 10 cho đến 20 cm thì cũng không cần nhất thiết là phải lắp cái tay này. Cái tay này này, tay nhựa để à, giúp giúp mà giữ khoảng cách giữa máy và tường đây là cái, cái, cái khoảng cách tối thiểu để cho máy nó tản nhiệt nó làm mát cái linh kiện bên trong à, tổng trọng lượng của chiếc nồi trên không dầu à, Kibo là 12 kg 12 kg cái tổng trọng lượng của cả lồi và phụ kiện là 12 kg thì à, ở những các bạn nào không am hiểu về độ điện thiết bị điện tử các bo mạch và linh kiện con chip thì các bạn có thể cho lên bàn cân một sản phẩm mà tốt thì nó sẽ có cái sự cân nặng khá là cao bởi vì linh kiện nó làm chuẩn và chính xác không ăn bớt không làm mỏng Đấy, hiện nay trên thị trường thì rất nhiều các cái sản phẩm nó giống nhau nhưng mà thành được sẽ lấy một ví dụ nguyên một con tụ thôi có những bên họ ăn bớt sản phẩm cái con tụ cùng mà còn một là con tụ kích thước không số như nhau nhưng mà ở, ở cái hàng mà rẻ tiền hơn ý thì cái người làm họ đặt bên sản xuất cái con tụ đấy cái vỏ ngoài nó vẫn to như vậy nhưng ở bên trong cái con tụ lắp lại nhỏ đi ở bên ngoài chỉ là cái vỏ thôi còn bên trong thì nó là tụ nhỏ chính vì như vậy cái cân nặng của nó nó rỗng ruột mà thì bên trong cái cân nặng của sản của của cái, cái con tụ đó khi cân lên nó sẽ nhẹ hơn và với các thiết bị này cũng vậy từ một cái vỉ chiên này chẳng hạn một cái vỉ chiên này nhìn nhà, nhà máy nó gia công này Rất là sắc nét các cái lưới này Không hề có một tì vết nào Máy nó dập rất là chi tiết Các con máy robot công nghệ cao Còn nếu mà làm bằng tay thì không thể làm được cái vị chiên này Mặc dù nó rất là đơn giản cho như vậy là mọi người hình dung được là nếu như chúng ta không am hiểu về cái chất lượng linh kiện sản phẩm thì chúng ta có thể cho lên bàn cân một sản phẩm tốt thì nó sẽ có cái cân nặng cao Để so sánh với các cái hàng cùng phân khúc trên thị trường Tại sao giá thành nó lại rẻ hơn Tại sao cái hàng kia lại giá thành cao hơn cái Thời đại 4.0 thì ai cũng muốn bán được nhiều hàng Và do đó thì chắc chắn là cái giá thành sẽ phải cạnh tranh nhau Cạnh tranh rất là không liệt Nhưng là mọi người cũng nên tìm hiểu những cơ sở uy tín Những người bán uy tín Những cái hãng có thương hiệu lớn họ có cái đội ngũ trung tâm bảo hành và số hotline chăm sóc khách hàng. Thì để cái sản phẩm nó bị trục trặc thì chúng ta sẽ có được thay thế, sửa chữa đổi trả. Và sau khi đã kiểm tra cái phụ kiện chín món và bốn con ốc của cái lò chiên Kibo KPAF657 đã đầy đủ thì chúng ta sẽ test sang cái chức năng của máy. À, với Kibo thì chúng ta có thể nhìn thấy đây. toàn bộ vỏ đều là vỏ à, kim loại hợp kim và vỏ ngoài của Kibo là Inox dung tích 15 lít bảng điều khiển của Kibo là bảng điều khiển tiếng Việt có 5 phím cảm ứng một chạm và một nút bán cơ để điều chỉnh các chế độ để bật máy chúng ta sẽ ấn vào bật tắt cái bảng điều khiển nét rất là to cái bảng điều khiển nét này to thì các cái bác lớn tuổi thì vẫn có thể dễ dàng sử dụng và ở cái bảng điều khiển sẽ có hình minh họa và chữ tiếng việt Đấy, chế độ tùy chỉnh này. tám chức năng cài đặt sẵn khoai chiên à, thịt cá gà pizza sấy khô thịt xiên và ở chế độ tùy chỉnh chúng ta chọn chế độ tùy chỉnh này à, chúng ta sẽ chọn được nhiệt độ và thời gian theo ý muốn À, nhiệt độ phân giải thấp nhất của Kibo là 40 độ C. Ở cái nhiệt độ 40 độ C này thì chúng ta có thể à, ủ men bánh, làm sữa chua. À, chọn chế độ tùy chỉnh, sau đó à, bấm vào nhiệt độ thì à, đèn sẽ nhấp nháy, chúng ta sẽ xoay lúm để chọn nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất của Kibo lên đến 230 độ C. Và thời gian cũng vậy. À, thời gian hình đồng hồ này. chúng ta sẽ bấm vào chữ thời gian. Bấm vào thời gian thì đèn sẽ sáng và màn hình sẽ nhấp nháy chúng ta sẽ chọn thời gian à, cài đặt ở chế độ bằng tay tối đa của thời gian của kibo như là 2 giờ đồng hồ à, và đây là menu này. để chọn menu này. quay 360 này. chế độ quay 360 này trên chụp quay này. Và sau khi chọn được nhiệt độ và thời gian theo ý muốn thì các bạn sẽ ấn thêm một lần nữa cái hình tam giác hai cạch này. Thì rồi sẽ bắt đầu chạy. À, Kibo thì có cửa kính để quan sát ở bên trong và hàng chính hãng thì sẽ dập cái chữ thương hiệu nổi Kibo này ở mặt tiền. Ai bảo hành chính hãng một năm? 1 năm. 1800W. Và trên cái tay cầm của Gibo ấy Trên tay cầm của Gibo thì hãng họ làm thêm ốt thêm một cái thanh Meka Để tăng thêm cái độ cứng của cứng cáp cho máy Và trên cái này sẽ có thêm một số cái công thức à, Thời gian và trọng lượng Nhiệt độ lầu ăn Như làm bỏng ngô này Làm sữa chua này Cánh gà này Giã đông này Rau củ này Bánh mì này Bánh ngọt này Bánh cookie này Và chế độ giữ ấm Cánh cửa của Kibo là cánh cửa 3 lớp Bản lề trợ lực Chống rơi vỡ 30 độ 60 độ Và 90 độ Ở phía trong của Kibo Thì là kính chịu nhiệt Và phía ngoài là kính mê Kính cách nhiệt à Giữa lòng ngoài trong của lồi Và lòng ngoài của lồi Nó có một cái khoảng cách Và có quạt tản nhiệt Để làm mát cái vỏ Do đó khi chúng ta sờ vào vỏ của lò chiên kibo thì sẽ không bị sợ bỏng để so với lò nướng lò nướng thì cái vỏ trong và vỏ ngoài gần nó là một cho nên sờ là sẽ bị bỏng nhưng với lò trên không dầu cao cấp thì sờ vô tư thoải mái không lo no bị bỏng lòng nồi inox này phía bên bên tay phải của chúng ta là sẽ có trục để lắp vào motor quay 3 ba sáu và bên trái có một cái giá để đỡ các cái trục quay 360 sáu phía trên có mâm nhiệt và đèn chiếu sáng hàng inox thì sáng bóng này, soi được cả gương dung tích lớn 15 lít ở cái dung tích lớn này thì chúng ta có thể đây là một cái vỉ chiên này. một cái vỉ chiên sâu lòng à, một cái vỉ chiên thanh inox dày chúng ta đặt ở đây thì có thể cho lên được một con cá 3 đến 4 kg một con cá 3 cân cân rưỡi hai cân nướng một con cá thoải mái này và cho một lúc có thể được hai con gà hai con vịt nên cùng cái vịt chiên này và một cái điểm đặc biệt ý, của Kibo ý, thì cái khay hứng dầu của Kibo này cái khay hứng dầu của Kibo là cái khay inox chống dính nó có một cái ưu điểm là đặt ở phía dưới này ra ta sẽ làm cái khay hứng dầu để dầu mỡ nướng sẽ rơi xuống đây vệ sinh nó sẽ nhàn hạ ta rút ta đổ dầu mỡ là xong và khi sử dụng rau chúng ta chỉ cần lấy một cái than ướt ta lau luôn Lúc nó ấm ấm nồi còn ấm ta lau luôn inox này nó sẽ sạch nó không bị bám và ngoài ra thì khay dầu này có thể là sử dụng làm một cái à, chảo áp bò bít tết hoặc là trứng ốp la để bởi vì nó có cái chống uh, dính cái ghim quay ba con gà quay gà vịt ta xiên con cá vịt qua đây và lấy hai ghim này cố định lại bằng hai con ốc Đấy, sau khi đã kiểm tra tất cả các cái chức năng của máy này cũng như là phụ kiện đi kèm thì ok đầy đủ hoàn hảo đây là sách hướng dẫn của Kibo này. Model à, model KPAF 657 trong này sách hướng dẫn rất là chi tiết từ đấy sử dụng rồi các cái chức năng rồi thì tự động ngắt Các cái phụ kiện đi kèm theo lồi Và một số công thức nấu ăn để Cơ bản để Tùy chỉnh khoai chiên, thịt cá, gà, pizza, sấy khô, thịt xiên Đấy, Khoai tây đông lạnh này. Rồi thì Vân vân Đấy, các loại bánh, hamburger, rồi xúc xích, đùi gà, ức gà, chả giò, gà đông lạnh, vân vân, phô mai. À, một điều ấy, của Hạ kibo thì họ sẽ In luôn cái phiếu bảo hành Ở trong cái cuốn sách này Đây là phiếu bảo hành của Kibo Kibo trung tâm bảo hành chính hãng Tại km số 3 Phan Trọng Tuệ Thanh Trì Hà Nội. Điện thoại của kỹ thuật viên 024-3554-3959 Ở với những cái hàng cao cấp như này Thì cái độ bền và độ ổn định của lồi Nó khá là cao Cho nên các bạn có thể yên tâm Khi sử dụng và cuối cuốn sách là Một số món ăn Các bạn có thể tham khảo Cá chép nướng, thịt ba dọi chiên giòn Mực một nắng sa tế Gà chiên bột Salad tôm nướng muối tiêu Gà nướng rau củ Khoai nang nướng bơ Salad ức gà Bánh chuối tiêu Bánh khoai chiên Là một số công thức à, Mặc dù là hàng cao cấp Nhưng khi chúng ta sử dụng thì cũng nên tìm đến những cái cơ sở uy tín để lựa chọn sản phẩm vì nó đảm bảo là hàng chính hãng và các khâu bảo hành dịch vụ nó tốt ở thị trường 1.0 thì cạnh tranh khá là khốc liệt nhưng mà cũng không nên vì ham rẻ một hai trăm nghìn mới có để sau này cái sản phẩm của chúng ta không may mua phải cái sản phẩm nó kém chất lượng và bảo hành nó rất là đau đầu À, sau khi đã kiểm tra hết tất cả các chức năng thì ngoài tem phiếu bảo hành chính hãng, à, phiếu bảo hành chính hãng của Kibo thì được dập trong cuốn sách, cuốn sách à, hướng dẫn sử dụng, à, phiếu bảo hành Kibo trọng tuệ thành trì Hà Nội thì thành được sẽ có thêm một cái phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên để khẳng định cái uy tín chất lượng sản phẩm cũng như là cái trách nhiệm với sản phẩm. À, ngoài sẽ bảo hành à, của hãng ra này sẽ bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên thì à, thành được đi kèm theo lồi bán lẻ ra thị trường ấy, thì sẽ có thêm một cái à, catalog lại có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để mọi người có thể liên hệ à, thành được thì trước kia là một người thợ ấy, cũng làm về các cái đồng hồ cơ cót hàng bãi hà lan hàng pháp này, hàng đức này các loại đồng hồ như Odo, Vydes, Jura. Xe đạp và nội địa Nhật này, tủ lạnh rồi thì các loại máy cầm tay, máy nén khí, hàng nội địa Nhật, đồng hồ vân vân. bình thủy nồi cơm. Rất nhiều các sản phẩm nội địa từ các nước trên thế giới. Và thành được là một người thợ do đó am hiểu rất rõ linh kiện, chất lượng sản phẩm. Miễn ship toàn quốc 63 tỉnh thành. Khi mua lò chiên không dầu Kibo KB AF 657 Và tặng kèm Theo lồi à, Một bình xịt dầu thủy tinh Cái bình xịt dầu này thì các bạn có thể về cho dầu ăn vào Chúng ta rán đậu, rán cá Rán nem, rán chả chúng ta xịt lên Rất là tiết kiệm và sạch sẽ Rán à, đậu thì Rán à, cá này, rán nem, rán chả này Những ngày Tết mà rán nem Bằng cái lò trên không dầu này rất là tiện Không bị ngấy à, Một hộp đũa Korea 10 đôi 20 chiếc chống cong vanh nấm mốc một kéo cắt cà Nhật SK5 đây là kéo xịn này cán thép lưỡi thép Đấy, dập chữ khắc chìm Japan và một đôi bật nửa điện mang ý nghĩa là mang à, lửa hơi ấm vào trong căn bếp à, mọi chi tiết xin liên hệ thành được số điện thoại 094 987 3111 Zalo 097 280 2081 xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu lại về dịch vụ, sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thành được 28071992a.gmail.com Mọi thắc mắc và khiếu lại về dịch vụ sản phẩm cũng như những góp ý chân thành từ quý khách hàng là lời vàng ý ngọc giúp thành được tìm ra những sản phẩm tốt hơn, rút kinh nghiệm và chăm sóc khách hàng từ dịch vụ tìm sản phẩm cho đến tất cả dịch vụ sau bán hàng được chu đáo nhất, được tốt nhất, hoàn thiện nhất. các bạn, các đại lý, các cửa hàng điện máy trên toàn quốc nếu muốn phân phối một sản phẩm thiết bị tốt như thế này thì xin liên hệ với Thành Được qua số máy 094 987 3111. Thành Được sẽ xuất hóa đơn đỏ cho tất cả các đại lý, anh em, các cửa hàng điện máy, nhà phân phối trên 63 tỉnh thành cam kết hàng chuẩn chính hãng, giá tốt cho anh em đại lý và chế độ à, dịch vụ hậu mãi chính hãng, có đầy đủ và hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ cho các anh em đại lý cửa hàng. Cảm ơn mọi người đã xem video. À, nếu quan tâm đến sản phẩm thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, các sản phẩm như máy tính bảng, à, ghế massage, các sản phẩm hàng nội địa Nhật, Trung Mỹ, à, Châu Âu thì xin đăng ký kênh, à, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh thành được cảm ơn mọi người đã xem video xin chào và hẹn gặp lại